Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Theo cổng thông tin báo Công an Nhân dân số ra sáng nay cho biết, nhiều khu vực ở tỉnh Giang Tây, miền Trung Trung Quốc đã chìm trong biển nước sau những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Thành phố Cẩm Châu, thủ phủ tỉnh Giang Tây là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất do những trận mưa lớn gây ra kể từ ngày 6 tháng 6 tới nay. Lượng mưa trong 5 ngày qua ở Cẩm Châu được ghi nhận là 717,1 mm, gần tương đương với lượng mưa trung bình được ghi nhận trong cả năm là 740,8 mm. Trong cùng ngày, 5 tỷ mét khối nước đã đổ ập xuống, làm chìm ngập ít nhất 7 ngôi làng ở miền Nam Trung Quốc vào tối ngày hôm qua, làm hàng trăm người mất tích. Cho đến hôm nay, hàng chục thi thể đã được tìm thấy, cụ thể là bao nhiêu người đã bị mất tích tại tỉnh Giang Tây. Chính quyền Trung Quốc không thể trả lời được câu hỏi này của tờ báo Reuters, chỉ biết rằng vào khoảng 20 giờ tối ngày hôm qua, đập xe Bê An Xe đã bị vỡ, dòng nước hung dữ đã cuốn đi nhiều ngôi nhà, những người dân phải leo lên nóc những công trình còn đứng vững để trú ngụ, hoặc đeo bám trên cây. Hôm qua, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc CCTV chỉ nói mơ hồ hàng trăm người bị mất tích tại vùng đất hẻo lánh của đất nước nhiều đồi núi này và chính quyền không có thói quen minh bạch. Tổng thiệt hại khó có thể biết được. Đến sáng nay, lãnh sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc mới cho biết con số chính xác các nạn nhân tìm được. Các hình ảnh của kênh truyền hình Ta An News cho thấy các ngôi làng mà chỉ còn cây cối và một số nóc nhà trồi lên khỏi mặt nước bùn đục ngầu. Trong một video, một phụ nữ run rẩy bế một em bé bước lên một chiếc xuồng gỗ cho biết mẹ của bà vẫn phải trốn ở một cành cây. Có ít nhất 6.000 người dân đã bị mất nhà. Đập nước này được xây dựng trên một nhánh sông Dương Tử tại vùng phía rìa nam tỉnh Quảng Tây. Dự án đập thủy điện với 90 sản lượng sẽ được cung cấp cho địa phương khi đi vào hoạt động. Dự án đập thủy điện 410 MW được ước tính bắt đầu hoạt động vào năm 2023, gồm 2 đập chính và 5 hồ chứa, làm chuyển dòng 3 nhánh sông. Chi nhánh kỹ thuật và xây dựng của tập đoàn SGA thông báo phần trên cao của một trong những công trình phụ đã bị cuốn trôi trong đêm ngày hôm qua sau nhiều ngày mưa lớn. Hồ chảy dài 770m và cao 16m đã bị vỡ. Một ngày sau đó, 53 lao động công nhân đã được sơ tán. Hiện trạng này khiến người ta đặt câu hỏi về những khiếm khuyết của hệ thống cảnh báo cho người dân địa phương. Cho tập đoàn SGA nói rằng đã báo động ngay lập tức cho chính quyền và bắt đầu di tản dân làng vào tối Chủ nhật. Thảm họa này là minh chứng cụ thể cho mối quan ngại lâu nay. Tại một đất nước muốn trở thành trụ cột của thế giới với tiềm năng to lớn về thủy điện, là một quốc gia nhiều núi non hiểm trở, được một đảng cộng sản lãnh đạo theo kiểu toàn trị, có thể toàn quyền quyết định mô hình phát triển theo ý mình. Từ vài thập niên qua, Trung Quốc đã tung ra rất nhiều dự án thủy điện trên những dòng sông chính như sông Dương Tử, trong đó có dòng sông Mekong và các phụ lưu. Kính thưa quý thính giả, hôm qua, cơ quan khí tượng tỉnh Giang Tây cũng như ở thành phố Cẩm Châu đưa ra cảnh báo mức cao nhất, dự báo mưa lớn sẽ còn kéo dài đến hết tuần tới. Trong khi đó, ít nhất 31 hồ chứa cỡ lớn và trung ở tỉnh này đã vượt mức cảnh báo. Những hình ảnh được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho thấy các tuyến đường ở Giang Tây chìm trong biển nước, ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu người. 120 người chết sau khi mưa xối xả làm vỡ một con đập thủy điện công suất 410 MW. Nhiều người đã được giải cứu khỏi những xoáy nước trên đường phố, trong khi 200.000 người đã được sơ tán tại thành phố này vào tối ngày hôm qua. Đơn vị địa phương thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc 3 đưa ra cảnh báo rằng những trận mưa lớn đã khiến đập xe Eitan ở thành phố Đạt Dương, thành phố này có khoảng 7 triệu dân, xuất hiện một vết thủng 20m và có thể vỡ bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, một hồ chứa nước lớn ở thành phố này cũng đã có nguy cơ vỡ đập, buộc giới chức phát lệnh sơ tán. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay nhấn mạnh tình hình mưa lũ ở Giang Tây trong giai đoạn nguy cấp, qua đó yêu cầu các cấp chính quyền phải ưu tiên đảm bảo an toàn và tài sản của người dân, đồng thời thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Lũ lụt thường xảy ra phổ biến trong mùa mưa ở Trung Quốc, cuốn trôi đường xá, hoa màu và nhà cửa. Mối đe dọa này đã trở nên tồi tệ hơn trong nhiều thập kỷ, một phần do việc xây dựng tràn lan các đập và đê đã chặn dòng chảy giữa sông và các hồ lân cận, phá vỡ các bãi bồi, giúp hấp thụ phần nào nước dâng vào mùa hè. Các nhà khoa học cho biết, biến đổi khí hậu đang mang đến những hình thái thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Kính thưa quý khán giả, có đến 450 đập thủy điện lớn nhỏ được xây dựng tại Trung Quốc trong năm 2021 vừa qua, trong đó khoảng 120 đập đã đi vào hoạt động theo Reuters. Trung Quốc có thể cung cấp 260.500 MW từ thủy điện và hiện nay chỉ mới khai thác 25 tiềm năng này, nhưng hậu quả là các sự cố liên tục xảy ra. Một đập thủy điện ở miền Trung Trung Quốc đã bị vỡ hôm qua,
các quan chức địa phương cáo buộc đơn vị phụ trách đã xây dựng trên khu vực đầm lầy, đồng thời đổ thừa cho mưa lũ. Trước đó, vào tháng 12 năm 2021, một đường ống dẫn nước đến tua pin của một công trình thủy điện ở một tỉnh Quảng Tây miền Nam gần biên giới Việt Nam cũng đã bị vỡ. Đó là do xây dựng trên vùng đất có độ dốc, trước đây đã xảy ra các vùng đất trượt và ngày càng trở nên bất ổn vì công trường xây dựng đập nước. Tác động tai hại của việc lạm dụng xây dựng thủy điện đối với môi trường đều đã rõ, hệ sinh thái sông ngòi bị xuống cấp, sự đa dạng các loài thủy sản bị ảnh hưởng, dẫn đến sản lượng ngư nghiệp đánh bắt từ sông Mekong vào vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam bị giảm sút nặng nề. Các công trình quan trọng được giới chức địa phương coi là đòn bẩy thăng tiến và ngân sách khổng lồ đổ vào cũng là nguồn tham nhũng trong một đất nước thiếu minh bạch. Trước các quan chức chính quyền được giao nhiệm vụ giám sát nhưng không có đủ kiến thức cần thiết để quản lý chặt chẽ dự án, nhưng trên thực tế các quyết định hành chính được đưa ra bởi các bộ chỉ quan tâm đến việc thu lợi nhanh chóng mà không hề nghĩ đến tác động về lâu dài và nguy cơ xảy ra những thảm họa. Kính thưa quý vị, cũng theo nguồn tin có liên quan, Trung Quốc tuyên bố không ngại gây chiến với Đài Loan. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đe dọa sẵn sàng gây chiến về Đài Loan trong cuộc trao đổi đầy căng thẳng giữa các quan chức Bộ Quốc phòng cấp cao của Trung Quốc và Mỹ ngày hôm nay bên lề hội trị an ninh quốc tế đối thoại ở Singapore. Cuộc gặp song phương đã được tổ chức giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa và người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin. Sau cuộc hỏi đàm, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Ngô Kim đã tổ chức cuộc họp ngắn cho các nhà báo đưa ra về sự kiện này. Ông Ngô Kim dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa cho biết, nếu bất cứ ai dám chia cắt Đài Loan khỏi Trung Quốc, quân đội Trung Quốc chắc chắn sẽ không ngần ngại bắt đầu một cuộc chiến bằng bất kể giá nào. Bộ trưởng Trung Quốc cũng tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ đập tan mọi nỗ lực nhằm duy trì độc lập trên đảo Đài Loan, đồng thời tuyên bố rằng hòn đảo và các vùng lãnh thổ của nó sẽ được hợp nhất với Trung Quốc đại lục như một phần của đất mẹ. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa nhấn mạnh rằng, nếu bất cứ ai dám chia cắt Đài Loan, quân đội Trung Quốc chắc chắn sẽ sẵn sàng chiến đấu, đừng trả giá để phá hủy bất kỳ kế hoạch nào nhằm tách Đài Loan hoặc giành độc lập. Ông Ngô Kim tuyên bố, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc trích dẫn lời của ông, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng cũng nhấn mạnh rằng, quân đội Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Ông Ngô Kim trước đây đã tuyên bố rằng Trung Quốc kiên định theo đuổi mục tiêu thống nhất, hòa bình với Đài Loan, nhưng sẽ không bao giờ khoan nhượng với nền độc lập của Đài Loan. Ông nhấn mạnh rằng trên thế giới chỉ có Trung Quốc và Đài Loan là một phần không thể tách rời. Đồng bào hai bên eo biển Đài Loan có chung vận mệnh và là anh em cùng huyết thống. Một tuyên bố được Lầu Năm Góc đưa ra ngay sau cuộc họp không đề cập đến nội dung cuộc nói chuyện hay bất kỳ chi tiết cụ thể nào. Bộ trưởng Lloyd Austin nhấn mạnh với ông Ngụy Phượng Hòa rằng Hoa Kỳ vẫn cam kết thực hiện chính sách một Trung Quốc, được hướng dẫn bởi đạo luật quan hệ Đài Loan, ba thông báo chung chung, Mỹ và sáu đảm bảo tuyên bố cho biết. Bộ trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên khắp eo biển, phản đối những thay đổi đơn phương đối với hiện trạng và kêu gọi Trung Quốc kiềm chế, tránh các hành động gây bất ổn hơn nữa đối với Đài Loan. Sau cuộc trao đổi, ông Nguyễn Phượng Hòa nói rằng, cuộc đàm phán là một khởi đầu tốt lành và đề nghị ông Lloyd Austin gặp gỡ các quan chức Trung Quốc trong thời gian ông ấy ở châu Á. Quan hệ chính thức giữa chính quyền Trung Quốc và quốc đảo này đã bị chia cắt vào năm 1949, sau khi lực lượng Quốc dân đảng do Tường Giới Thạch lãnh đạo bại trận trong cuộc nội chiến với Đảng Cộng sản Trung Quốc và rút khỏi Đài Loan. Các liên hệ kinh doanh và quan hệ không chính thức giữa hòn đảo và Trung Quốc đại lục được nối lại vào những năm 1980. Từ những năm 1992, hai bên bắt đầu liên hệ thông qua các tổ chức phi chính phủ, Hiệp hội Phát triển quan hệ qua eo biển Đài Loan của Bắc Kinh và Quỹ giao lưu riêng eo biển Đài Bắc kể từ năm 1979. Hoa Kỳ đã thừa nhận chính phủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc là thực thể duy nhất đại diện cho Trung Quốc và không công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập. Tuy nhiên, Washington vẫn duy trì một cam kết với Đài Bắc được nêu trong đạo luật quan hệ Đài Loan, trong đó đảm bảo rằng họ sẽ cung cấp cho Đài Loan các năng lực quân sự cần thiết để bảo vệ quyền tự chủ của mình. Giới lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược hòn đảo và có thể phát động một cuộc tấn công như vậy vào năm 2027. Câu hỏi liệu Hoa Kỳ có can thiệp quân sự vào tình huống như vậy hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Cuộc hội đàm diễn ra sau khi quan hệ Mỹ trong những năm gần đây liên tục xấu đi về nhiều vấn đề như đảo Đài Loan, Biển Đông, Hồng Kông tăng cường các vấn đề nhân quyền và an ninh mạng. Ông Lloyd Austin là quan chức cấp cao mới nhất của Mỹ thăm châu Á, khi Washington tìm cách chuyển trọng tâm chính sách đối ngoại trở lại khu vực này sau cuộc chiến Ukraine. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Lloyd Austin và Ngụy Phượng Hòa từ khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhậm chức. Hai quan chức trước đó đã điện đàm hồi tháng 4. Ông Lloyd Austin sẽ có bài phát biểu tại đối Sabrina đối thoại diễn ra sau 2 năm bị hủy vì đại dịch COVID-19. Hiện tại, Hoa Kỳ duy trì chính sách mơ hồ chiến lược, trong đó họ sẽ không xác nhận, cũng không phủ nhận liệu họ có bảo vệ Đài Loan khỏi một cuộc xâm lược của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không. Tháng trước,
Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố công khai rằng Hoa Kỳ sẽ chiến đấu vì Đài Loan. Đây là bình luận thứ 3 trong những tháng gần đây của ông Joe Biden về nội dung này. Trong cả 3 lần nói hớ này, Bắc Kinh đều lên án đáp trả và Nhà Trắng ngay lập tức phải đính chính lại. Và các bình luận của Tổng thống Hoa Kỳ đã nhiều lần khẳng định duy trì chính sách mơ hồ chiến lược với Đài Loan. Trong đó, Washington tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác kinh tế và giúp xây dựng năng lực tự vệ cho đảo Đài Loan, nhưng không hứa hẹn bảo vệ hòn đảo bằng các biện pháp quân sự nhằm tránh chọc giận Bắc Kinh. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại!